Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy? Con thì kiếm mẹ nãy giờ này. Mày bảo tao giữ đường thế này rồi tao biết đường nào tao lần. Trai nó nhìn tao bây giờ tao xấu hổ muốn chết. Đây. Đấy. Ôi mẹ ơi, mẹ hăng quá đi thôi. Hăng gì lâu quá mà cậu chụp mày nhốt tao trong nhà hôm nay mày thả ra đường mày đi chơi chứ. Mẹ. Bây giờ xe đâu nhỉ? Xe nhà mình đâu đây? Đây mẹ ơi, xe này nhà mình đây. Không cho ăn gì cả. Ủa gì vậy? Không cả ngày. Này cô ơi, cô ơi, cô bán gì ơi? Bán tiêu, bán tiêu. Hả? Không phải bán tiêu. Bán gia lon. Cái gì giáp anh ơi? Bán gia lon. Bán gia lon. Mày biết nhìn chưa? Chè số nước, bánh tiêu. Mẹ mày. Bán gia xây. Tao cho mày ăn lớn, mày bây giờ mày thành tài thế. Mày bắt tao ăn bánh tiêu, mày chết cho tao chết, tao tiêu đời à. Thôi mẹ ơi, khó quá. Mẹ tao khó, tao thấy mày đẻ cho mày. Không bánh bò, bánh bò nhá, ăn bánh bò. Con điên nào, mày mẹ mày bắt tao con bò à. Bánh gì bây giờ, trôi nước. Con điên này mày cho tao muốn cho tao chết trôi à. Ôi trời ơi, khổ lắm con gò đời, nó không cho tao ăn cái gì cả. Bánh ít. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tao, tao xin mày chết. Bà ơi sao mày ít tao à. Cảm ơn cô nhá, xin lỗi cô nhá. Mày cút đi. Mẹ ơi, mẹ có ăn được không? Mẹ không con này. Mẹ ơi, mẹ muốn con đi này ơi. Mày đi. Mua mua cho con một bịch thôi. Mày điên à? Tao già rồi, mày bắt tao ăn cái để cho răng nó cứng. Thôi, mua cho con đi. Mua cho con đi. Thôi, cô này dai thế nhỉ? Một cái thôi. Mua cho con một cái rồi. Con khổ lắm bà ơi, con còn con nhỏ nhà. Bà mua cho con mà. Mày khổ mà tao không? Tao thật. Kệ, mày đi, mày kéo tao đi đâu? Bà lên, mẹ lên xe đi, mẹ lên xe đi. Không lên xe, tao không ngồi đằng trước. Ôi, mày ngồi trước để cho mặt tao à? Thế mẹ ra đi sao đi? Cô này ra ai cũng nhỉ? Ông ơi, ông ơi. Mày đi cùng tao cái. Mẹ ơi, mẹ cứ lên, mẹ cứ lên xe đi. Tao không lên đằng sau. Trời đất ơi, tự nhiên cái tụt tỉnh xe đèn luôn. Chứ bây giờ trước sau mẹ không muốn lên đường nào? Mày bảo tao đi đằng trước. Ôi ơi, cô là lì quá cô ơi. Mày đi không hả? Mày có đi không hả? Tao đã đi. Mày đi ngay nha. Thôi được qua đi. Mày để tao dạy con tao. Mẹ ơi, mẹ lên xe đi. Mẹ nhiều quá. Mẹ lên xe. Tao không lên đằng trước. Ôi trời ơi, tao không lên đằng trước. Thì mẹ ra sao rồi? Đằng sau cũng không được. Ôi, tao lên mui. Nó thành cái mặt này này. Mặt nguyên con luôn. Cứ đôi mặt xinh xắn như thế này, không nên buôn bán luôn cái kiểu này. Bán đi kiểu khác đi. Bán cái gì ạ? À? Mày bán đồ thì thể thao đường Huỳnh Thị Công Chúa. Ở đấy người ta cho bán cái này không ạ? Ở đấy là bán đồ thì dùng thể thao. À thế là không, ở đấy chỉ bán bánh bao, bánh cam thôi, bánh cam thôi. À, bánh cam à? Cam bưởi với lại. Không, bánh cam à, bánh cam à? Bây giờ người ta không ăn cái này nữa đâu. Mày đáng mày bán số 19, mày cứ nói là ngoài. Yeah. Ngoài giới thiệu người ta dẫn mày vào. À thế là có giờ đấy con ở đấy chỉ mua bánh cam thôi đúng không? Không có bán cam, không bán bưởi. Đó là bán đồ thể dục thể thao. Không 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 bạn ơi, mẹ ơi. Giới thiệu nó qua thẩm mỹ viện được. Tiếp tân được cô bé mặt xinh xắn này. Qua thẩm mỹ viện đi. Nắng nào nắng nuôi cho con chỗ nào mà chăm sóc da mặt các kiểu xong rồi. Qua nhà của Hưng đi. Mày lại nhà của Hưng. Mày cứ nói là ngoài. Dạ dạ dạ. Là cái Holly ấy. À, không lại nhé là nhá. Ông mẹ ơi. Con nghĩ là cho con bé đi qua nhà chú Hưng làm đi. Này mày nhá, mày giờ chưa già bắt tao mày cứ nghe ăn gần gần nhá, mày cứ nói tới xong rồi nuôi mày. Tao nói tới nó nuôi chú. Chú nhà chú Hưng làm thẩm mỹ viện cũng được. Cho con đi làm đẹp đi chú, cho con đi làm đẹp con. Không đi làm cho nhân viên trong đấy. Mày... À làm nhân viên à, có thưởng cho chú. Mày bán bánh bao mà mày xin làm thầy cho đẹp làm gì? Hả? Mày dối làm nhân viên. Mẹ ơi mẹ ít nói thôi. Cho đi giới thiệu được đây. Đi làm. Mày cho địa chỉ đi. Mày con xin địa chỉ đi bà cho con. Tao quên mẹ thì gì rồi, số mấy? 118 Tống Quỳnh ấy. 118 Tống Quỳnh, quận 9. Quận Nhất. Tao quên, tao gần ngơ, tao quên. Mẹ ơi, mẹ giới thiệu, Quận Nhất. À, Quận Nhất á? Nhà chú Hương đâu là trời 9. Mày thế chờ. Con đấy, con này con bảo là bà, con thì con bảo là ngoại giới thiệu cho con đấy đấy. Đấy là bà là mẹ của chú Hương. À, ngày xưa là em ngày xưa là mà là tao còn trẻ đẹp nó cho tao ở đấy. Bây giờ nó trở nên là hóc môn của đi ở rồi chứ tao không sao tao nhớ được. Thầy cô cứ nói là hôm nào con gặp bà nó sẽ đánh chú vào bánh xe đấy. Đấy nó giới thiệu con đến đây lấy thẩm mỹ viện làm việc. Này mày cầm cái nhẫn này mày đưa nó làm tiếp. Này mày cầm cái nhẫn này mày đưa nó làm tiếp. Ôi con tin à? Lại mày lên xe ủng hộ con đi. Làm sao vậy? Ôi sao thằng nhìn tao có mang phít vậy? Cái này mà con mua à? Mẹ ngớ ngẩn lắm là mẹ điên rồi. Cái này giá nó đi à? Đi. Mày cho tao đứng ở thế này à? Tao là mẹ mày, tao đâu có phải là nơ xe. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Mẹ kỳ quá. Trời ơi. Đấy, là con cháu mà cho nó bao nhiêu lần mì ơi. Tao đi, bác cải chạy đi. Trời ơi, đấy. Ôi, bố xe đang chạy à? Chạy chưa? Bố xe chạy chưa? Ôi, mẹ ơi. Chứ đây chưa chạy à? Mẹ ơi, mày đi làm gì sao con điên này? Mày điên là tao đang chạy đây. Xe đang chạy mà.
Mày phải xin thật chạy. Kinh đấy, mày ngồi xuống đi. Này, từ hồi nào đấy giờ? Từ năm 1919 đến hạn đến bây giờ là năm 2050 rồi. Người ta vẫn bảo là làm con điên. Em sẽ đau của mình đến hồi nào đâu. Không hẹn lần họ xe họ con ra đi. Con có ai con được quyền được chọn bố mẹ đâu. Tức là đẻ ra mày rồi như thế nào? Tao đâu có thích đâu. Nhiên đẻ ra mày. Con ở thử ở trong mọc ngược. Bố mẹ lên xe đi. Tài xế ơi. Cút.